Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 28 tháng 4 năm 2024. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại hành trình ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi thất bại 0-1 trước đội tuyển Iraq ở tứ kết. Bàn thua duy nhất trên chấm phạt đền đã khiến thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không thể chạm đến tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Dù vậy, việc vào đến vòng tứ kết của vòng chung kết năm nay cũng được coi là chấp nhận được với U23 Việt Nam khi chúng ta không bị đặt chỉ tiêu trước giải. Nó cũng có đôi chút tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam sau nhiều kết quả đáng buồn. Dù U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết và không thể tái hiện được kỳ tích Thường Châu năm 2018, nhưng rõ ràng đây là giải đấu mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng cao trò của mình đã thành công khi tiến bộ sau từng trận đấu. U23 Việt Nam sau mỗi trận đấu sẽ tiến bộ lên. Như các bạn đều thấy, ở trận đấu này U23 Việt Nam thể hiện được nhiều điều khác biệt so với trận đấu trước đó. Như tôi đã nói, nếu như U23 Iraq giành vé vào bán kết, chúng tôi vẫn vui. Còn nếu U23 Việt Nam vào bán kết, điều đó thật tuyệt vời. Hết trận đấu, chúng tôi vẫn là những người bạn. Ngay trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải gấp rút bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với huấn luyện viên Philippe Thuissier. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 cũng là nhiệm vụ duy nhất trong thỏa thuận hiện tại giữa huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và VFF. Sau khi dừng bước ở đấu trường châu lục, chiến lược gia quê Khánh Hòa cũng sẽ nói lời chia tay với cương vị quyền huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam. Kết thúc ở cuộc báo sau trận thua U23 Iraq, huấn luyện viên Hoàng Tuấn đã trở về phòng thay đồ để động viên các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông đã bắt tay, nói lời cảm ơn với từng cầu thủ về tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực đến cùng của họ. Ông cũng có những lời dặn dò tâm huyết trước khi chia tay các cầu thủ trở về câu lạc bộ. Huấn luyện viên Hoàng Tuấn mong muốn các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục giữ vững kỷ luật đối với bản thân, tiếp tục tập luyện và phát triển kỹ năng để trước hết cống hiến cho câu lạc bộ, sau đó là đóng góp cho đội tuyển trong các giải đấu sắp tới. Đây đã là lần thứ hai huấn luyện viên Hoàng Tuấn tiếp quản U23 Việt Nam. Trước đó, huấn luyện viên 56 tuổi này đã giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á trên đất Thái. Với thời gian chuẩn bị ngắn ngày, việc đưa U23 Việt Nam vào đến tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2024 cũng có thể xem là thành công với huấn luyện viên Hoàng Tuấn, người được đánh giá là khá mắt tay khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước vào 3 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 4 và cánh xuống sân bay Nội Bài vào 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Rivaldo thể hiện đẳng cấp World Cup, đội cựu danh thủ Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam. Tối ngày 7 tháng 4, trận đấu giao hữu trong khuôn khổ Lễ hội bóng đá Brazil Việt Nam năm 2024 chính thức diễn ra tại sân Hòa Xuân vào lúc 19 giờ. Trước giờ bóng lan, nghiêm mộ đã bị đốt cháy bởi những tiết mục văn nghệ hấp dẫn và náo nhiệt. Trận cầu giao hữu là hoạt động tâm điểm trong khuôn khổ sự kiện Lễ hội bóng đá Việt Nam Brazil 2024 kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Brazil. Đây cũng là cơ hội hiếm hoi để nghiêm mộ trong nước có thể tận mắt xem các ngôi sao bóng đá lừng lẫy của hai nước thi đấu. Đội khách Brazil ra sân với một loạt các cựu danh thủ bao gồm Cleverson, cựu cầu thủ trước đây thi đấu cho Manchester United, Giovanni, Emerson, Paul Sergio, Rivaldo, Jair Carlos, Igor, Renan, Grales, Andre, Victor, Diogo, Caio và Alessandro. Đội hình toàn sao được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Carlos Dunga. Trong khi đó, phía chủ nhà Việt Nam với lực lượng quy tụ gồm nhiều ngôi sao thuộc nhiều thế hệ khác nhau với sự dẫn dắt của ban luyện gồm cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng và trợ lý Trương Văn Lợi. Trong chỗ này, đội ngôi sao Việt Nam ra sân với nhiều cái tên quen thuộc. Trong khung gỗ là thủ môn Dương Hồng Sơn, bộ tứ vệ bao gồm Trần Công Minh, Quý Hậu Hải, Châu Lê Phước Vĩnh và Huỳnh Quốc Anh. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh được xếp đá tiền vệ cùng đàn anh Hồng Sơn, Minh Phương nhằm tăng cường sức trẻ. Mũi đinh ba trên hàng công là Đặng Phương Nam, Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến Rivaldo và Emerson là những ngôi sao lớn nhất. Còn lại thì đại diện Nam Mỹ được bổ sung rất nhiều những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Sao Paulo. Đó cũng là lý do đội ngôi sao Brazil chơi ấn tượng hơn trong hiệp 1. Các cầu thủ trẻ đã làm khó những huyền thoại bóng đá Việt Nam bằng tốc độ và sức trẻ của mình. Cá nhân Rivaldo cũng khiến khán giả trên sân Hòa Xuân phải suýt xoa với các tình huống cài người, che chắn và chuyền bóng chính xác. Trong khi đó, các cựu danh thủ Việt Nam gần như không thể lấy bóng trong chân Rivaldo. Nhờ tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm khắc, anh vẫn giữ được thể trạng rất tốt. Sau những pha hãm thành liên tiếp, đội ngôi sao Brazil đã dễ dàng vươn lên dẫn trước 3-0. Cuối hiệp 1, đội ngôi sao Việt Nam rút ngắn tỷ số từ tình huống phối hợp đá phạt nhanh. Lê Đức là người đã lập công sau đường dọn cỗ của cậu trò Tiến Linh. Như vậy, tiền đạo của câu lạc bộ BKM Bình Dương đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận. Sang đầu hiệp 2, đội ngôi sao Brazil chơi có phần trùng xuống. Tuy nhiên, ở gần cuối trận, khi ngôi sao Việt Nam suy giảm thể lực, họ vẫn đủ sức ghi thêm 4 bàn nữa để giành chiến thắng chung cuộc 7-1. Các ngôi sao Brazil sẽ tiếp tục trận giao hữu khác gặp đội câu lạc bộ của Hà Nội trên sân Động Hàng Đẫy vào ngày 29 tháng 4. Đội chủ nhà với Quang Hải, Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh sẽ có cơ hội đối đầu với những ngôi sao lẫy lừng một thời của bóng đá Brazil. Tuyển Việt Nam về nước tìm mục tiêu mới, huấn luyện viên Jutoji được gia hạn hợp đồng 2 năm. Tối ngày 7 tháng 4, đội tuyển Futsal Việt Nam đã đáp chuyến bay từ Bangkok về Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
kết thúc hành trình tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Sau khi dừng bước ở vòng playoff, tranh vé dự Futsal World Cup 2024 trước Kyrgyzstan vào chiều ngày 6 tháng 4, lãnh đạo đội tuyển Futsal Việt Nam đã tiến hành những thủ tục cần thiết để thay cho ông Diego Jutoji trở về nước. Chuyến bay đưa đội tuyển Futsal Việt Nam xuất phát từ Bangkok vào lúc 20h20 tối ngày 27 tháng 4, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 21h35. Ngay sau khi về đến TP.HCM, các thành viên ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã trở về nhà nghỉ ngơi. Một số thành viên của đội tuyển Việt Nam ở Hà Nội bay thẳng từ Bangkok về thủ đô. Kết thúc hành trình tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024, các cầu thủ được nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ trở lại tập trung với câu lạc bộ để chuẩn bị cho giải Futsal vô địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh trở lại vào đầu tháng 6. Trước đó, giải Futsal vô địch quốc gia 2024 đã diễn ra được 3 vòng đấu và tạm dừng để đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho sân chơi châu lục. Tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam kết thúc vòng bảng với 4 điểm, đứng nhì bảng A sau Thái Lan và giành vé vào tứ kết. Ở tứ kết, đoàn quân của ông Jutoji đã thua đáng tiếc trước Uzbekistan với tỷ số 1-2 sau khi còn thắng dẫn trước nên phải đá playoff để tranh suất dự World Cup. Dù đã chơi rất nỗ lực, tạo nhiều cơ hội ăn bàn nhưng vận may lại ngoảnh mặt nên đội tuyển Futsal Việt Nam nhận thất bại với tỷ số xích sao 2-3 trước Kyrgyzstan. Liên quan đến đội tuyển Futsal Việt Nam, trước khi đội lên đường tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định ra hợp đồng với huấn luyện viên Diego Jutoji, người Argentina, đến tháng 4 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Vietnam Sport News, nhớ bấm chuông để nhận về cho mình những câu chuyện, những video và những tin tức nóng hổi nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Thầy cho mình đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và tứ kết, ok. Nếu mà được đi tiếp thì rất tuyệt vời. Và nếu đó mình không đi thì cũng không sao cả, mình đã làm hết sức rồi, đúng không? Trận đấu hôm nay từ thủ môn trở lên các cầu thủ như vậy người mặt lăn xả đá. Những cái thời khắc mà như chuẩn bị đi nè, chuẩn bị về, các bạn nên chú ý cái sinh hoạt cái lịch của đội bóng. Thì cái chương trình ngày mai là đêm khuya, ngày mai sáng mình đi phải đội bóng 11-12 giờ sáng đó, thì buổi sáng cứ ăn sáng theo lịch, cứ đàng hoàng thực tế xong báo lại sẽ có lịch xem có cho mình đi mua sắm gì đó, mình có một ngày nghỉ mà. Nhưng vấn đề là giữ gìn sức khỏe, mình quay về mình đá tiếp mà. Rồi sẽ sắp xếp lịch sao cho nó phù hợp để mình có công tác chuẩn bị quay về. Ok, cảm ơn tất cả.